lại là Chi đây cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay là mình sẽ unbox một cái thùng hàng khủng khủng mới về đây. Đây mọi người, đây mình cho cả nhà xem nha. Thùng hàng khủng, rất là khủng luôn. Chờ mình cái để mình mở lên mình coi có bạn nào. Đây, thùng hàng khủng đây cho mọi người xem nha. Chuẩn bị unbox cho cả nhà xem nha. Coi là bên đây là mình unbox cái hàng này là cái gì đây. Rồi cả nhà có thấy không? Cả nhà có nghe mình nói chưa à? Rồi chờ một vài ngày nữa, một vài ngày nữa là mình sẽ vào mình chia sẻ tiếp nha. Để mình mở lên mình coi coi. Cả nhà ơi, đây một cái thùng hàng quá trời bự, bự gấp mấy lần Chi luôn. Giữ gấp mấy lần Chi luôn nè cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình sẽ khui quà nha, mình sẽ khui thùng hàng khủng này, trong này coi là cái gì cho mọi người xem. Rồi ngày hôm nay mình tâm sự với mọi người về cái việc mà làm đẹp quá trời tốn kém luôn mà vẫn chưa thấy đẹp theo như con mắt của nhiều người ha. Trong cái video mới đây á, mình chia sẻ thì có một số những người gọi là các anti fan đi cũng vào nói mình á, ủa làm đẹp gì đâu mà thấy bình thường, có thấy đẹp gì đâu, có thấy khác gì đâu đó. Bây giờ mình sẽ unbox cái thùng hàng nha. Đây mọi người ơi, cho mọi người xem một cái thùng hàng nè. Đó, khủng chưa? Bự lắm nè. Đây. Đó. Đây là thùng hàng mới về nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ unbox cái thùng hàng này coi nó là cái gì ở trong này mà nó bự quá trời luôn nè. Lắm á, mình nghĩ là nó không có mở, nó sẽ gọn lắm mà sao mà về thấy cái thùng nó bự dữ vậy trời. Rồi, đây là mình mới order về trên Amazon nha cả nhà. Đây, mình ghi cho cả nhà xem nha. Đó, họ đóng gói đẹp dữ sợ chưa. Rồi, anh bóp cái thùng hàng mới về, bỏ qua bên đi coi mình có cái gì vậy. Cái này là một cái dụng cụ để mà khuấy bột hay gì á. Rồi, trong này là nguyên một cái ma, một cái bộ, một cái set mà để dụng cụ mà dạng mà giống như là đây nè mọi người, dụng cụ xay rồi xay sinh tố rồi làm bánh này kia đó. Thì nói chung là mình hôm nay mình mua là mình mua cái máy làm sữa hạt. Đây mọi người ơi, cái máy làm sữa hạt của mình nè đã về tới rồi nè, mình unbox trong cả nhà xem nè. Nhưng mà rồi xong, xuống cái thùng này xuống. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ unbox tới cái thùng này. Đây là cái máy làm sữa hạt mà mình đã giới thiệu với các bạn trong mấy ngày vừa qua mà hôm nay về tới rồi nè. Order hôm nay về tới rồi, mình coi thử cái máy này nó làm sao nha. Mình rất là nôn. Ngày mai mình sẽ làm sữa hạt. Ngày mai là mình sẽ làm sữa mình uống vào cả nhà ơi. Rất rất là tốt cho sức khỏe nha. Đây, mình lấy cái máy lên cho mọi người xem. Một cái thùng, để trong một cái thùng. Tan. Đây là hình dáng của chiếc máy làm sữa hạt. Đó, đây nè mọi người ơi. Đây nè. Bây giờ mình mở ra nha. Đây là cái hiệu chiếc quay này nổi tiếng ha. Khá là nổi tiếng về mà gọi là làm sữa nha, máy làm sữa. Đây là một trong một cái máy mà gọi là được bình chọn á. Bình chọn là cái máy làm sữa hạt tốt nhất ở Mỹ nha, một trong năm chiếc máy làm sữa hạt tốt nhất ở Mỹ. Trong nhiều năm liền. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra. Đây cả nhà ơi, mình mở ra thì trong này nó có recipe là mấy cái món mà giống như là đây nè, trong này nó có ghi ở trong này cái giống như là cảm ơn nè, rồi cuốn sách nhỏ nè, rồi trong này là cái gì đó không biết nữa nè. Nói chung là với lại cái này là những cái món thức uống để mà mình làm sữa đó, nó có cái công thức á. Rồi mình sẽ để đây nha. Rồi tiếp tục mình sẽ mở ra coi cái máy này. Mình sẽ lôi nó ra đây. Cái gì mà lật cục trong này.
mình lôi được nó ra là cả nhà ơi. Đây, mình bỏ đây cái thùng nè. Thì mình bỏ cái thùng xuống nha. Rồi, mình sẽ cận cảnh cho mọi người coi cái chiếc máy nha. Đây là nó có cái cốc. À mình nghe lục tục là cái này nè. Cái cốc đựng sữa. Cái cốc thủy tinh đựng sữa. Đó. Đây là cái cốc thủy tinh đựng sữa nha. Đó, rồi cái này là nó có cái cốc này chắc đựng hạt á, đựng hạt để mà mình làm sữa nè. Đó. Rồi mình để đây. À đây là cái nắp nè. Cái nắp của cái cốc nè. Đây mọi người. Cái nắp này mình đẩy vào như nè. Đó. Đẹp ha. Đó, đây là cái cốc đựng sữa. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái máy nè. Ôi mình để nó ngược rồi. Ôi cái này tính ra cái máy này nó cũng gọn ghê cả nhà. Đây là mình cho cả nhà xem là cái máy rất là gọn luôn nha. Đây để mình mở hết cái bịch ni lông này ra xong đây là mình cho cả nhà xem cái máy rất là gọn luôn. Trời ơi có vậy thôi đó. Rồi đây. Đây là cả nhà ơi. Cái máy này ngoài sau lưng này nó có một cái hộp đựng nước. Sao mở này ra ta? Ồ, nó dán băng keo. Nó ủa sao mở ra được. Dán băng keo nè. Cái máy chất lượng lắm cả nhà. Nhìn nó màu trắng ha, rất là sang, rất là đẹp luôn. Đó. Đây là cái hộp đựng nước để làm sữa nè. Đó, mình gắn cái hộp đựng nước bên đây, ở phía sau lưng nè. Đó. Là mình đổ nước vào đây ha. Rồi. Đây là cái máy làm sữa. Để mình chiếu cận cảnh cho mọi người xem. Rồi, cái này rớt cái cốc mình xuống cái rồi xong luôn. Rồi đây nè, đây mình cho mọi người xem nha, mình quay lại cho mọi người xem cái máy nè. Để mình quay đây, camera ngược lại. Đây, đây là cận cảnh của chiếc máy làm sữa nha. Đó, cái máy làm sữa hạt nè, nó có cái cốc nè, ha. Cái máy này rất là gọn luôn, rất là đẹp luôn. Đó, mình mới đem về luôn đó cả nhà. Unbox cho mọi người xem nè. Đó, nó nhỏ gọn ghê mà đẹp dễ sợ luôn đó nha. Đó, dễ thương chưa? Rồi. Đây là mình khi mình mua cái máy này là nó tặng cho anh, không phải là tặng mà là mình mua kèm theo thay vì một cái máy này không là 230 mấy đồng. Cái máy làm sữa không là 230 mấy đồng mà các bạn chỉ cần thêm có 20 đồng thôi, 20 mấy đồng thôi là mình có được nguyên một cái bộ này ha. Một cái bộ này là nó có cái máy xay sinh tố bằng cầm tay nè, xay bột, xay rau củ nè. À, cái máy này mình có thể xay tỏi, xay gì xay ha. Nó có mấy cái để mình làm bánh rồi này kia đó. Thì nói chung là mua một cái bộ này là 259-260 đồng mà nó có luôn cả nguyên một cái set này luôn. Còn nếu các bạn nào mà không cần cái này, mua mỗi cái máy này không thì cái giá nó là khoảng 230 mấy đồng ha. Đó, nhưng mà tại vì chị thấy là nguyên một cái set này nó rẻ quá là chị mua nguyên cái set này luôn. Đó. Các bạn thấy không? Rồi. À, hôm trước á mọi người thấy chị có review cái máy xay sinh tố nè, đúng không? Cái máy xay sinh tố hiệu Vitamix nè, đó. Thì ngày hôm nay tại sao mình chia để ở đây luôn một chút xíu, chị sẽ cho mọi người xem và chia sẻ cho mọi người biết lý do tại sao mình để đây nha. Bây giờ thì mình sẽ để cái hộp này qua bên này, mình dời cái máy này qua bên này cho nó gọn cho mọi người thấy nè. Đây là một cái bộ đôi là mình sẽ làm sữa hạt bằng một cái cặp máy này đó. Vì sao mà mình đã mua cái máy sữa hạt rồi mà mình còn để cái này, mình nói là để mình làm sữa nữa thì mình sẽ nói cho mọi người xem nha. Bởi vì á, chiếc máy này, chiếc máy xay sinh tố của Vitamix này á, thì để mình làm những cái loại sữa hạt giống như là hạt ốc chó nè, hoặc là hạt almond nè, hoặc là những cái loại hạt nào á mà nó đã chín rồi ha, hạt điều, hạt ốc chó, hạt bí thì nó đã chín rồi thì mình không cần phải nấu, thì mình sẽ làm bằng cái máy xay sinh tố này. Nó rất là nhuyễn, nó xay nó mịn lắm, nó nhuyễn mà tới mà giống như là nó nhuyễn mà bỏ nước vô là coi như là nó không có cợn lợn cợn giống như là mình sữa nấu vậy đó. Còn đây là cái máy mà để mình làm sữa, để mà mình nấu những cái loại hạt lên, chẳng hạn như đậu xanh, đậu nành, đậu phộng, những cái loại đậu nào, hoặc là mè đen á, mè đen, mè vàng á, thì những cái loại nào mà đậu mà mình nấu thì mình sẽ nấu bằng cái nồi nấu sữa này. Đó, đây là cái nồi nấu sữa mới mua luôn nè cả nhà. Đó, cho nên đây là một cái cặp đôi để mà chị làm sữa uống mỗi ngày nha. Rồi, sẵn đây kế bên đây, đây là những cái loại đậu. Đây, sẵn chi review cho mọi người xem luôn. Tất cả các loại đậu chị đã mua rồi ha. Chị mới vừa order về tới luôn thì chị sẽ chia sẻ với mọi người. Đây là những cái loại đậu mà chị sẽ chuẩn bị chị làm sữa đây nè.
Đây là hạt almond ha. Hạt almond này gọi là hạt hạnh nhân đó cả nhà. Rồi đây là hạt đậu nành. Và đây là hạt bí. Hạt bí, bí ngô, bí đỏ đó. Đây là chickpea, là hạt đậu gà. Còn đây là đậu xanh. Đậu xanh nguyên vỏ. Rồi cái này là mè đen. Rồi cái này là hạt ốc chó, walnuts đó, hạt ốc chó ha. Rồi cái này là đậu đỏ ha. Rồi còn một cái nữa là hạt điều với lại cái gì nữa đó, ngày mai mới về tới. Còn đây là cái trái trà là, gọi là cái trái đây á mọi người. Trà là này để mình tạo cái vị ngọt cho cái sữa của mình ha. Khi mà các bạn uống, các bạn làm sữa uống á, thì mình nên làm cái chất ngọt tự nhiên của những cái trái trà là này thì nó sẽ ngon và nó sẽ ngọt hơn. Mình đừng, mình hạn chế bỏ đường nha. Cho nên là đường tinh luyện á, là nó rất là hại cho sức khỏe luôn. Đó, cho nên tất cả những cái loại hạt này, đây, tất cả những cái loại hạt mà chị đã mua đây toàn bộ là organic ha. Mình mua organic nó mắc một chút xíu nhưng mà nó chất lượng hơn nha cả nhà ha. Mấy cái này á mà mình uống trực tiếp vô cơ thể mình mỗi ngày, hoặc là rau cải mình ăn, thì mình nên mua organic. Tất cả những cái này là chị mua là chị đều có cái link bên dưới video một chút xíu, chị sẽ để cái link thì các bạn có việc bấm vào các bạn có thể mua. Bởi vì những cái này á là chị đã lựa chọn những cái hãng nổi tiếng và những cái sản phẩm mà gọi là chất lượng của rất là nhiều những cái sản phẩm mà những cái công ty khác. Cho nên là các bạn có việc bấm vào cái link các bạn mua để mình có thể mình về mình tự mình làm sữa hạt uống ha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Mỗi một ngày mình làm mỗi một loại khác nhau, ví dụ bữa nay mình uống đậu nành, ngày mai uống đậu xanh, đậu đỏ, rồi hạt điều, hạt hạnh nhân, hoặc là hạt ốc chó. Nói chung là tất cả các loại hạt mình có thể mình làm mỗi ngày, hoặc là mình có thể mình mix với lại cái loại này loại kia, đậu xanh, đậu đỏ, hay là tùy theo mình ha. Rồi đây đó, bây giờ chia cho mọi người coi lại nha. Đây là hai chiếc máy làm sữa hạt của chị ha. Một cái máy xay sinh tố để làm những cái hạt chính giống như là hạt điều hoặc là hạt hạnh nhân hoặc là hạt ốc chó. Còn cái máy nấu sữa này mình có thể nấu đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, mè đen, nói chung là hạt ốc chó. Thì mình không có cần hạt ốc chó với lại hạt hạnh nhân thì mình không có cần nấu lên, thì mình chỉ cần nấu nước xong đó bắt đầu mình xay ra mình làm sữa trực tiếp bằng cái máy xay sinh tố này ha. Còn những cái hạt nào mà mình cần phải nấu chín thì mình sẽ cho nó vào trong cái máy nấu sữa này. Đó. Trời ơi, rồi còn đây là nguyên một cái dàn đậu nha các nhà. Cả nhà ơi, thấy nguyên cái dàn đậu của chị nè. Đó. Chị mua tất cả theo chắc của cả chục loại á, tại vì mình mua một lần như vậy nè, mình sẽ thay đổi. Mình sẽ nấu mỗi ngày khác nhau ha, mỗi một ngày cái mùi vị khác nhau. Đó. Cả nhà thấy em đầu tư hoành tráng không? Trời ơi, làm đẹp á tốn kém lắm nha cả nhà. Làm đẹp rất là tốn kém chứ không phải đơn giản đâu nha. Cho nên nó những ai, anh chị nào, những bạn nào mà muốn làm đẹp á, thì mọi người nên nhớ là nó cũng phải khá tốn kém, nhưng mà tốn kém nhưng bù lại mình có được cái sức khỏe tốt ha. Thì cho dù nó tốn kém một chút xíu còn đỡ hơn là mình phải uống thuốc hoặc là mình đi tốn tiền mình chữa bệnh nha cả nhà. Cái này là cái quan niệm của chi ha. Cái này là cái quan niệm của chi. Thà là chi bỏ tiền ra chi ăn những thức ăn ngon, hoặc là chi uống những cái gì mà nó giúp cho sức khỏe của mình đỡ bị bệnh, thì mình đỡ hơn là mình phải dùng tiền để mà mình đi mua thuốc uống, hoặc là mình sẽ trị bệnh ha, đúng không cả nhà? Cho nên cái này là cái quan niệm của chi, và chi luôn luôn thực hiện nó trong nhiều năm nay rồi. Có nghĩa là hồi trước á mình không có ý thức nhiều về cái việc mà làm đẹp sức khỏe từ bên trong. Như chị chia sẻ với mọi người, hồi trước là chị không có ý thức được nhiều đâu. Nhưng mà sau này á, khi mà chị đã ý thức được nhiều rồi đó, là mình biết rằng lý do tại sao mà cái da của mình bị sạm nám, mà bây giờ mình muốn điều trị thì mình phải điều trị bằng cách nào, mình xài cái kem nên gì, mình xài mỹ phẩm một thời gian rồi mình thấy nó cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Cho nên mình phải tìm hiểu, mình phải tìm tòi, mình phải học hỏi, cho nên là mình mới thay đổi được cái làn da của mình. Đó. Cho nên đó là cái cách mà chị đã thay đổi bản thân chị, bản thân mình. Sau nhiều năm mà mình đã giống như là hiểu biết hơn, mình chịu học hỏi hơn, thì mình đã thay đổi được rất là nhiều từ bên trong lẫn bên ngoài. Các bạn biết là hôm nay mà chị mua những cái máy này á, không phải là chị mới mua đâu. Nếu mà những các bạn nào mà đã xem video của chị trong nhiều năm nay mà biết được rằng là từ như ngay những cái ngày tháng đầu tiên chị làm kênh YouTube cách đây là 5-6 năm về trước rồi đó, là chị đã chia sẻ với mọi người là chị mua cái máy ép rau cải, ép rau để uống á, mọi người nhớ không?
Bây giờ cái máy ép này chị vẫn còn nè, mà thỉnh thoảng chị mới lấy ra chị ép thôi. Tại vì á, ép á thì uống nó ngon nhưng mà nó hơi cực, và mình bỏ đi những cái xác rau chị thấy nó ổn quá. Cho nên sau này là chị mua cái máy xay sinh tố về là chị xay, chị uống trực tiếp luôn. Có nghĩa là mình uống rau cải, thay vì các bạn phải mua một cái lượng 10 lần để mình ép đi được một phần nước thôi, còn cái phần bã là mình bỏ hết. Thì bây giờ thì mình mua cái máy xay sinh tố, cái máy Vitamix này á, nó xay ra cực kỳ mịn luôn. Nó xay ra đến nỗi mà nó mịn mà các bạn đổ nước vô là các bạn không còn cảm giác cái lợn cợn luôn. Nó xay mịn tới như vậy đó, tại vì công suất nó rất là mạnh. Và cũng là nổi tiếng luôn là về cái máy xay sinh tố tốt nhất ở Mỹ luôn. Cho nên là khi mà mình mua sau này mình có được cái máy xay sinh tố này rồi thì mình tạm thời dẹp cái máy ép trái cây vào một bên. Nhưng mà thỉnh thoảng là mình vẫn lấy ép, bởi vì có những cái thức ăn, có những cái thức uống chẳng hạn như nước ép dưa leo nè, hoặc là nước ép cần tây nè, thì mình sẽ ép ra để mình lấy cái nước mình uống. Tại vì mình ăn thì mình không được nhiều, nhưng mà mình ép ra thì nước cần tây, cái máy ép thì nó ra nước rất là nhiều. Còn cái máy Vitamix á là mình mua về mình xay rau, mình uống luôn, mình uống rau tươi luôn. Thay vì như nãy chị nói 10 phần mà mình chỉ uống, mình lấy được có 1 phần 2 phần nước thôi. Còn bây giờ nếu mà mình có cái máy xay sinh tố thì 10 phần đó mình có thể mình ăn hết cả nước cả cái luôn. Thì mình sẽ chia làm 5, 6, 7 lần thì nó sẽ vừa tiết kiệm tiền hơn mà nó vừa tốt, vừa có chất xơ, vừa có cái nước ở trong cái rau cải luôn. Đó. Cho nên á là chị đã đầu tư vào những cái máy máy ép trái cây, máy xay sinh tố, và bây giờ là cái máy làm sữa hạt này. Là bởi vì bản thân chị á, là có thể là trong thời gian gần đây chị ít có chia sẻ với các bạn về cái tình hình mà về những cái nội dung mà giống như là chia sẻ cuộc sống Mỹ. Nhưng mà để chị nói các bạn nghe tại sao mà chị lại đầu tư cái máy làm sữa hạt này. Là nó cũng có nguyên nhân đó. Cho nên là lúc nào mà mình gặp vấn đề về sức khỏe là mình sẽ tìm hiểu để mà mình biết cách để mà mình có thể áp dụng nó vào cho cái việc mà nó gọi là giống như là cải thiện cái sức khỏe của mình. Thì trong cái lần mà khám sức khỏe cách đây khoảng vài tháng trước, khoảng 3-4 tháng trước á, thì mỗi 6 tháng là một năm chứ là chị đi khám sức khỏe định kỳ tổng quát một lần. Nhưng mà cái lần khám sức khỏe gần đây nhất là cách đây khoảng 3-4 tháng á, là trong cái bác sĩ có giống như là cho chị đi làm tổng quát về cái đo xương á, đo cái xương của mình á, thì mình bác sĩ có một cái kết quả xong rồi mới kêu mình vào, thì mới nói chuyện với mình á, thì nói là mình là bởi vì mình cái tuổi của mình là tiền mãn kinh, giống như là mình cũng giống như là mãn kinh rồi, cho nên là nó sẽ bị rối loạn hormone, nó sẽ bị mất đi hormone rất là nhiều. Nó sẽ gây ra cái tình trạng loãng xương. Và sau khi đo cái mật độ xương thì thấy là chi có cái dấu hiệu là bị giống như là bị loãng xương nhẹ. Trong 10 năm tới, giống như là người ta chẩn đoán là trong vòng 10 năm tới á, là mình sẽ bị loãng xương bao nhiêu phần trăm xương hông, xương sống, xương đùi gì đó. Thành ra bác sĩ khuyến cáo là chi nên bổ sung thêm cái chất bổ xương, hoặc là thay đổi cái chế độ ăn của mình để giúp cho cái xương của mình chắc khỏe và bớt đi cái việc mà mất xương. Tại vì những ai mà cỡ tuổi 50, 40 mấy 50 trở lên là sẽ hiểu được là khi đến cái độ tuổi này bắt đầu là sức khỏe của mình nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều vấn đề. Cho nên khi bác sĩ nói với chị như vậy á, thì mình sẽ hồi đó thì chị cũng uống sữa mỗi ngày, nhưng mà nó cũng không phải là đều đặn lắm, mà cũng không phải tập trung vào sữa lắm. Nhưng mà kể từ sau đó tới bây giờ thì mình về mình tìm hiểu thì mình thấy rằng sữa là nó sẽ tốt cho xương của mình, chắc khỏe là canxi nhiều. Cho nên là chị đi mua sữa mỗi ngày, chị uống mỗi ngày luôn. Nhưng mà thật ra đó, theo những cái nghiên cứu của mình á, là mình thấy rằng sữa ở ngoài thị trường họ bán á, thì đương nhiên là họ phải bỏ chất bảo quản, chất này chất kia vào, với lại cái lượng sữa nó cũng không có nhiều. Và mình uống á, phải thật một cái ly bự như vậy nè, mà thực tế ra là sữa canxi nó cũng không có bao nhiêu hết. Cho nên á, là với lại một phần là chi là thích á, sử dụng những cái gì á, trong cơ thể của chi á, là chi thích ăn uống những cái gì mà tươi, quả rau củ gì cũng phải là tươi đó, organic. Cho nên là mình mới nghiên cứu về cái vấn đề mà tự làm sữa hạt để uống. Và bản thân chi lại rất là thích ăn những cái hạt giống như là mình hay ăn những cái hạt almond, hạt ốc chó, rồi những cái hạt điều, những hạt này hạt kia, nói chung mình thích ăn nhai vậy đó. Nhưng mà sau này thì chi tham khảo thì chi thấy rằng là mình làm sữa hạt mình uống nó sẽ bổ sung nhiều cái dưỡng chất hơn và nó tốt hơn cho sức khỏe của mình. Cho nên là chi bắt đầu
mua cái máy này về để mình làm sữa hạt mình uống, uống để bổ sung thêm canxi, thêm vitamin, thêm omega 3, tất cả các loại vitamin bằng một cách tự nhiên như thế này. Đối với Chi là một cái người là thường xuyên quan tâm về sức khỏe, cho nên là Chi chia sẻ về những cái trải nghiệm của Chi để các anh chị nào cũng có thể là các bạn cũng có đồng cái suy nghĩ giống như Chi, đúng không? Là Chi thích ăn uống cái gì nó là natural, có nghĩa là mình ăn uống hạt hay là rau cải cái gì mình cũng ăn natural, chứ mình không có thích mà uống thuốc hay là uống vitamin hay là uống này kia. Thật ra là vitamin nó là mình cũng tìm hiểu rất là nhiều, gia đình mình cũng có người làm bác sĩ và mình cũng tìm hiểu tham khảo rất là nhiều nghiên cứu khoa học. Thì mình thấy rằng tất cả nếu như mà mình ăn uống hàng ngày, nếu các bạn có thể ăn đầy đủ rau cải, chất đạm, rồi chất tinh bột hay là tất cả những cái gì mình ăn uống hàng ngày, thực phẩm mình đưa vào á mà đầy đủ á, thì thật sự ra mình cũng không cần phải bổ sung vitamin mỗi ngày. Còn đối với những người ít rau, ăn rau cải nè, ít có điều kiện phơi nắng nè, hoặc là không có ăn được những cái chất đạm hay là không có ăn được đầy đủ những cái chất này chất kia, như ăn uống thiếu thốn dinh dưỡng á, thì mình cần phải bổ sung thêm nhiều vitamin. Tại vì trong những cái loại hạt hay là rau củ hay là những cái trái cây mình ăn hàng ngày á, nó cũng đã bổ sung rất là nhiều những cái khoáng chất và vitamin cần thiết để mà mình đưa vào cơ thể của mình rồi. Cho nên mình cũng không cần phải bổ sung vitamin quá nhiều. Còn khi nào mình cảm thấy thật sự bổ sung cái cơ thể của mình mà mình thật sự bổ sung một cái gì đó, giống như bây giờ xương của mình là bác sĩ chẩn đoán là mình có nguy cơ trong 10 năm tới là mình sẽ bị loãng xương. Đó thì mình sẽ bị gãy xương, cho nên là mình phải bắt buộc mình phải tập trung vào cái việc mình bổ sung thêm canxi hay là bằng một cái cách nào đó để mà cho cái xương của mình nó chậm đi cái vấn đề mất xương hoặc là bị loãng xương sau 10 năm nữa. Đó. Thành ra khi mà mình nghiên cứu như vậy, mình quyết định là mình mua tất cả những cái loại hạt về để mà mình làm sữa mình uống mỗi ngày, thay thế thay vì mình mua sữa ở ngoài. Thật sự sữa bò ở ngoài á, mình không biết là mọi người nghĩ sao, nhưng mà đối với Chi thì Chi thấy là sữa hạt này á, uống nó ngon hơn. Tại vì Chi cũng đã có dịp là mình thử một vài loại sữa hạt rồi, mình cũng rất là thích nè, đậu xanh nè, mè đen nè, rồi sữa đậu nành nè, nhất là đậu nành ha. Đó, rồi nói chung là tất cả các loại hạt là Chi uống, Chi cảm giác nó ngon lắm. Thành ra mình thích ở nhà mình tự mình nấu, mình làm, mình uống. Và khi mà Chi nghiên cứu, Chi thấy cái máy này, Chi thấy rất là nhiều người, người ta mua về, người ta làm, người ta rất là thích luôn. Bởi vì cái chiếc máy này á, nó gọn và nó nhanh, nó gọn lẹ. Giống như là bữa Chi có chia sẻ cái video ngắn ngắn cho mọi người xem đó. Cái đặc biệt của cái máy này Chi rất thích, đó là cái việc mình tự, nó tự rửa máy. Cái máy xay sinh tố Vitamix này cũng vậy luôn. Nó có cái chức năng rửa máy, khi mà các bạn làm sinh tố xong, các bạn đổ xíu xà bông vô, xíu nước vô, cái mình quay là cái máy nó tự rửa sạch bon à. Bắt đầu mình sẽ đổ nước ra. Còn cái máy làm sữa này thì theo như Chi đọc á, là nó có cái chức năng tự rửa máy, sau khi nấu xong là nó có nước nó tự rửa máy mà mình không cần phải làm gì hết á. Mình nghe như vậy nhưng mà mình chưa biết, ngày mai Chi sẽ bắt đầu Chi trải nghiệm, Chi thử nha. Đó, thành ra Chi thích được cái máy này, nó là như vậy. Nó vừa đẹp nè, vừa tốt cho sức khỏe của mình nè, mà nó vừa tiện lợi nè. Những ai mà nấu nướng mà cứ sợ lau chùi rửa này kia không có thời gian á, thì mọi người sẽ mua cái máy này về thử đi nha. Thì tất cả những cái thông tin mà Chi đang chia sẻ ngày hôm nay, máy làm sữa hạt nè, cái máy Vitamix này mà để mà mình xay sinh tố nè, thì hai cái máy làm sữa này Chi thấy là mọi người nên có hai cái máy này thôi, là đầy đủ cái dụng cụ mà để bổ sung chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình của mình. Cho nên bởi vì Chi mới nói là một cái máy làm xay sinh tố của Vitamix đó là nó mạnh á, cái dao nó mạnh lắm, cho nên các bạn xay những cái loại hạt nào mà không cần nấu lên thì các bạn sẽ làm bằng cái máy xay sinh tố thôi, với lại cái nước nấu sôi để nguội thôi. Còn cái hạt nào như đậu nành, đậu đỏ, mè đen, hoặc là hạt giống như là hạt cái gì đậu gà đó, mấy cái đó là các bạn phải nấu á, thì mình sẽ có cái máy nấu sữa hạt này là nó vừa xay nó vừa nấu luôn, có nghĩa là nấu chín cái sữa cho mình. Thì mình uống đó là cái dạng mà sữa nấu, cho nên mình có hai cái máy nha. Thì hai cái máy này Chi sẽ để cái đường link bên dưới cái video một chút xíu nữa, các bạn cứ việc bấm vào cái comment đầu tiên thì các bạn sẽ thấy cái đường link. Chi á, mỗi một lần mà Chi mua một cái gì đó là Chi sẽ tìm hiểu, Chi nghiên cứu rất là lâu, rất là kỹ luôn. Thì khi mà mình research rất là nhiều nguồn nè, rồi review của nhiều người ta đã sử dụng nè, nhất là những cái thương hiệu nổi tiếng mà đã có nhiều năm nghiên cứu và nhiều năm được bình chọn đó, thì Chi sẽ chọn những cái sản phẩm đó. Và nếu như cái dòng máy chẳng hạn Vitamix nè, hoặc là cái dòng máy mà làm sữa này cũng vậy, mặc dù cái hiệu đó, nhưng mà cái máy nào nó sẽ giúp cho mình á, là mình xài được thời gian lâu dài, mình không cần phải nâng cấp cái máy lên nè.
có nhiều người á, người ta tâm lý người ta mua, người ta chọn cái máy rẻ rẻ, nó thôi cái máy nó mua rẻ thôi, chừng nào mốt có tiền mua máy mới hơn, hay là mình mua máy rẻ mốt hơn mình mua cái máy mới. Nhưng đối với Chi á, thì khi mà Chi chọn lựa sản phẩm mà Chi mua Chi xài thì Chi nghĩ là quan tâm tới cái vấn đề mà chất lượng, và mình có thể xài cái máy đó nếu như cái tuổi thọ của nó 5 năm 10 năm đi thì mình mua cái loại tốt để mà mình xài, mình không cần phải nâng cấp lên, bởi vì nó có đã đầy đủ nhiều chức năng rồi. Mình có thể xài 5, 3 năm, 5, 7 năm nó cũng không có bị lỗi mốt và nó vẫn còn tốt ha. Cho nên là Chia thường chọn những cái máy tốt. Còn đối với mọi người thì ví dụ cái máy Vitamix này á, máy xe sinh tố thì nó có nhiều dòng, nhiều giá tiền khác nhau. Các bạn có thể bấm vào cái link của Chia, hoặc là các bạn cũng có thể tìm hiểu, nếu mà cảm thấy cái nào mà phù hợp với cái giá tiền của mình thì các bạn có thể mua. Chi có thể để 2-3 cái link của cái máy này, các bạn có thể coi cái nào phù hợp với mình thì các bạn mua. Nhưng mà cái hai cái này mà Chi lựa mà Chi xài thì Chi thấy rằng với thời gian lâu mà vài năm mà 5-7 năm đi chăng nữa, nó cũng không có bị lỗi thời, hay là mình không cần phải nâng cấp lên, mình xài hoài luôn, tại vì nó rất là chất lượng. Một lần mà Chi xay cái xay ly sinh tố của bằng cái máy này, trời các bạn biết không, nó mịn mà tới các bạn có biết là đậu xanh rau má đó. Rau má là thường là người ta nấu đậu xanh rau má là người ta phải xay, người ta lọc xác, người ta mới lấy cái nước người ta uống thôi, đúng không? Còn Chi xay rau má với đậu xanh, Chi làm rau má bằng cái máy xay sinh tố này á, các bạn biết không, nó như là nước rau má vậy, nó xay nhuyễn tới mức độ như vậy luôn đó. Thành ra Chi đã review cho các bạn xem về cái máy xay sinh tố của Chi rồi, ngày hôm nay là Chi review tiếp là cái máy làm sữa hạt. Thì Chi hy vọng rằng tất cả những cái thông tin của Chi sẽ giúp cho tất cả các bạn có những cái lựa chọn. Chẳng hạn các bạn nào đang suy nghĩ tới là muốn mua cái máy xay sinh tố tốt, xịn để mà mình xài lâu dài. Bạn nào quan tâm tới cái việc mà mua máy làm sữa hạt thì các bạn có thể bấm vào cái link. Bên dưới Chi để sẵn, Chi review sẵn hết rồi. Đó, thành ra các bạn cứ việc bấm vào các bạn mua thôi. Còn về tất cả những cái loại hạt mà nãy giờ Chi chia sẻ đây nè, thì Chi cũng đã research rất là nhiều. Mọi người biết không, khi mà mình lên mình coi á, những cái hạt hay là những cái rau cải, cái gì mà mình muốn mua đó, mình cũng phải coi cái thương hiệu đó nè, rồi cái organic là một cái đầu tiên là Chi chọn ha, rồi cái thương hiệu của nó nè, rồi cái review đánh giá sản phẩm của mọi người nè, rồi cái sự bình chọn của những cái trang website hay là những cái tờ báo nổi tiếng về những cái sản phẩm này, thì cái đó mới là một cái sự mà gọi là đánh giá chung. Giống như Chi nói cái câu này, Chi luôn luôn Chi nói á, là khi mình review á, thì mình sẽ tìm hiểu về những cái sản phẩm mà người ta đã bán, đã sử dụng, nhiều người sử dụng rồi, người ta sẽ cho những cái review chính xác nhất. Cho nên là từ cái đó là mình sẽ tập hợp là mình thấy cái nào nó phù hợp và nó đúng với những cái gì mình đang tìm. Thì tất cả những cái loại hạt này đều là hạt organic, thì các bạn có thể mua về nấu sữa hạt uống mỗi ngày. Và mình sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn xem tường tận những cái lúc mà mình làm sữa làm này kia, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà có một cách là Chi lưu ý mọi người mới ban đầu mà mua làm sữa hạt á, mua hạt về làm á, thì các bạn nên chú ý, hay là có thể xem thêm nhiều cái video trên mạng á, người ta chia sẻ đó, là những cái loại hạt nào là mình nên ngâm trước khi nấu, và có những cái loại hạt nào mình không cần ngâm, hoặc là thời gian ngâm bao nhiêu, thì nó sẽ có công thức từng cái loại hạt khác nhau. Chẳng hạn đậu xanh nè, rồi đậu nành nè, đậu phộng nè, các bạn phải ngâm từ 8 đến 10 tiếng để cho nó lấy đi hết những cái độc tố ở trong cái đậu đó ra, rồi mình mới có thể rửa lại rồi mình nấu thì nó mới ngon và nó bổ dưỡng, mình tận dụng hết được cái chất bổ trong cái hạt đó. Còn như mà mình không ngâm á, thì nó sẽ có một cái loại gì đó mà theo như cái từ hóa học thì Chi không có nhớ, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho sức khỏe của mình nếu như mình không ngâm hạt. Còn những cái hạt nào người ta rang sấy sẵn, hoặc là những cái hạt mà đã giống như là mình có thể ăn sống được, chẳng hạn như hạt điều nè đó, hoặc là hạt ốc chó nè, hạt almond là hạt hạnh nhân đó, thì những cái hạt đó đó thì các bạn không cần nấu á, thì các bạn có thể bỏ vào trực tiếp. Hoặc là mình cũng có thể ngâm mà cái thời hạn nó ngắn thôi, ngâm chừng khoảng 2-3 tiếng thôi là nó đã mềm, hoặc là hạt sen ha, là nó 2-3 tiếng nó đã mềm rồi, thì mình sẽ bỏ vào, thì mình sẽ xay, và mình xay với lại cái nước nấu chín để nguội là mình có được cái ly sữa mình uống liền ngay lập tức, rồi không cần phải nấu luôn đó. Thành ra đây là những cái mà Chi đã thay cho các bạn đã review, tìm hiểu và research rất là nhiều những cái nguồn khác nhau để lựa chọn ra cái máy để mà mình sử dụng tốt nhất cho bản thân mình và chia sẻ lại cho tất cả mọi người. Và những cái hạt ở đây cũng vậy, như là Chi thấy ở cái nào nó tốt, cái hạt nào là cái công ty nào là nó làm những cái hạt này, mặc dù organic nó cũng có nhiều công ty lắm, cho nên là mình lựa cái hãng nào mà nó có nhiều năm người ta đã sản xuất ra những cái loại hạt này đó, thì mình sẽ mua về để mình làm sữa hạt mình uống. Thì với những cái gì mà Chi chia sẻ với mọi người hàng ngày á, là thường là Chi chủ yếu tập trung vào ăn tươi,
và ăn nói chung là đồ organic và ăn rau cải trái cây hay tất cả những cái gì đó tươi á, là mình đều sử dụng ưu tiên hàng đầu trước và sau đó thì mình mới bổ sung cái những cái vitamin đó. Thực ra thì khi mỗi lần khi mà Chi khám sức khỏe đó thì có một cái mà Chi cảm thấy là muốn chia sẻ với mọi người là về cái vấn đề mà Chi đã bị cholesterol rất là nhiều năm rồi, đúng không? Tuy nhiên là sau khi mà Chi sử dụng những cái supplement á thì Chi thấy là cái lượng cholesterol của mình nó giảm hẳn ha, nó giảm hẳn luôn, nhưng mà nó vẫn còn hơi cao hơn so với một cái mức bình thường so với những năm trước á, 200 mấy, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn có 100 mấy thôi là nó giảm lại, nhưng mà nó vẫn còn cao hơn cái mức bình thường một chút xíu. Tuy nhiên một cái điều lưu ý là khi những ai mà đi đo nồng độ cholesterol cao á, ai mà nhìn vào cái kết quả tổng hợp của Chi thấy là cholesterol của Chi tới 200 mấy lận, trời ghê quá, cao quá, ai cũng hết hồn đúng không? Nhưng mà bác sĩ người ta siêu người ta đi xét nghiệm máu cho Chi hàng năm á thì người ta không có hết hồn, và bản thân người ta cũng không có cho Chi uống một viên thuốc nào hết. Là vì sao? Là bởi vì cái cholesterol mà các bạn đang thấy cái con số đó, nó là tổng hợp của cái cholesterol tốt và cholesterol xấu luôn. Cái LHD với lại cái HLD gì đó, nói chung là hai cái từ của cái cholesterol xấu và cholesterol tốt á, là hai cái đó cộng lại. Cho nên là mỗi người sẽ có một cái lượng cholesterol xấu và tốt khác nhau. Nhưng mà đối với Chi á, bản thân Chi thì lúc nào Chi đi khám á, là cholesterol xấu của Chi nó cũng cao hơn bình thường. Nhưng mà cái cholesterol tốt của Chi á, lúc nào nó cũng cao hơn mức bình thường luôn. Cho nên đó là một cái điều rất là tốt để cho nó hạn chế, ngăn ngừa cái việc mà bị bệnh tim mạch đột quỵ sau này. Và lý do tại sao mà lúc nào mình đi khám sức khỏe nó cũng có được cái cholesterol tốt nó cao như vậy, và bác sĩ rất là khuyến khích Chi. Bác sĩ nói là Chi giữ được những cái cholesterol tốt đó, nó sẽ rất là tốt cho cái việc mà ngăn chặn sau này Chi bị những cái giống như là bị biến chứng của những cái bệnh mà cholesterol cao đó. Cho nên là bác sĩ đâu có cho Chi uống viên thuốc nào đâu. Mặc dù thấy cái tổng nó cao nhưng bác sĩ không có cho uống thuốc. Tại vì bác sĩ nói là không cần uống thuốc. Những người nào có những cái nguy cơ tiềm ẩn, nhìn vào những cái chỉ số 4, cái chỉ số cholesterol á, thì họ mới cảm thấy là có cần cho uống thuốc bổ sung hay không. Còn đối với Chi, mặc dù là thấy cao như vậy chứ không có lúc nào mà bác sĩ cho uống thuốc hết trơn. Cho nên là Chi bị cái cholesterol cao là hơn 10 năm, mười mấy năm nay rồi. Cái đó là do di truyền từ gia đình của Chi đó. Nhưng mà bản thân mình là do là mình cũng áp dụng cái việc mà tập thể dục thường xuyên nè, rồi ăn uống những cái thực phẩm rau cải tốt và tươi, và mình chọn lọc những cái thực phẩm mà mình ăn vào cơ thể của mình, cho nên nó tạo cho mình được cái cholesterol tốt, nó build lên nó nhiều hơn, và nó tốt cho cái việc mà nó không có bị ảnh hưởng do sau này cholesterol xấu nó sẽ làm cho mình bị bệnh mạch vành hay là gì đó. Thành ra cái này á, là nhiều người á, mà đi khám bác sĩ thì có thể là những người bác sĩ gia đình của mình sẽ giải thích cho mình nghe là như vậy. Nhưng mà đối với Chi thì Chi thấy cái điều đó là Chi qua nhiều năm tháng là mình đã áp dụng về cái việc mà mình ăn uống, rồi mình ăn uống khoa học nè, rồi thay đổi cái lối sống của mình nè, đó là mình tập thể dục nè, rồi kèm theo mình ăn uống nó kỹ lưỡng như vậy, cho nên là mặc dù cái lượng cholesterol của mình nó bình thường nó cao, nhưng mà cholesterol tốt của mình nó vẫn cao, cho nên là nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà mình đỡ ít nguy cơ mà bị bệnh tim mạch hay những cái bệnh đột quỵ sau này đó. Kèm thêm là mình phải dùng thêm những cái supplement, chẳng hạn như tinh dầu thông đỏ như Chị nói với các bạn đó, đó là những cái loại mà để mà giúp cho nó clean cái mạch máu của mình. Có thể đó cũng là một cái lý do mà giúp cho cái good cholesterol của Chị nó sẽ tăng cao hơn đó, khi mình có dùng thêm những cái chất hỗ trợ đó. Thành ra Chị nói cái tinh dầu thông đỏ nó rất là tốt, như các bạn có thể uống một năm khoảng 3 đến 4 hộp thôi là các bạn có thể bảo vệ cái mạch máu của mình ha, giúp cho cholesterol của mình nó ổn định và nó không có bị cao, hay là nó sẽ tốt cho kể cả huyết áp của mình luôn đó, rất là tốt luôn nha cả nhà. Thành ra các bạn nào mà đang sử dụng thì hãy kiên trì sử dụng tiếp tục, một tuần một năm mình sử dụng 3 đến 4 hộp thôi là mình ngưng, qua sang năm mình mới uống tiếp, đó là cái tinh dầu thông đỏ. Rồi thì bây giờ Chi sẽ trả lời thêm một vài những cái câu hỏi. Tại sao mà Chi nói trong cái tiêu đề các bạn thấy là chồng Mỹ của Chi á, là bây giờ đã có gọi là phục mình, là cái vấn đề mà ăn uống này kia của mình. Hồi xưa đó các bạn biết, lúc mà mình mới lấy ông xã mình về đó, mình xay nước ép mình uống, mình mua nước ép, ảnh mua cho mình cái máy ép để mà mình ép rau cải mình uống á, thì á thực sự ra lúc đó ảnh cũng thấy mình ăn uống này kia như vậy, ảnh biết là tốt cho sức khỏe, nhưng mà thật sự ra ảnh cũng không có tin lắm.
Tại vì bản thân ảnh là người Mỹ, ảnh ít có ăn rau cải như mình lắm. Ảnh ăn ít rau cải lắm nhưng mà ảnh thấy sức khỏe ảnh vẫn tốt bình thường. Còn mình á, thì mình bị cholesterol mà mình ăn uống như vậy, mình mỗi lần đi xét nghiệm vẫn là cholesterol cao thì ảnh mới ghẹo mình hoài à. Anh nói là Chi ăn uống kỹ như vậy mà tại sao cholesterol của Chi nó vẫn cao đó. Chi nói mà Chi cũng không biết làm sao nữa, thì anh mới chọc Chi hoài, anh nói là cái đó là chắc có lẽ là do tâm lý thôi chứ mình không phải là những cái chất này mà nó làm cho cái sức khỏe của mình tốt. Nhưng mà sau này á thì càng ngày là Chi nói chung là tất cả những gì mình làm ha, trong quá trình mình sống á, với chồng mình á, thì mình ăn uống rất là kỹ lưỡng nè, những cái gì mình đưa vào trong cái sức khỏe của mình nè, rồi mỗi lần đi khám sức khỏe chính bác sĩ là cái người nói với ông xã Chi là à, nhìn vào cái kết quả xét nghiệm của Chi thì biết là Chi là cái người rất là biết chăm sóc sức khỏe của mình. Có nghĩa là tất cả những cái chỉ số rất là đẹp luôn, rất là tốt luôn. Chỉ duy nhất có cái cholesterol là nó hơi cao, là bác sĩ nói cái đó là do di truyền. Thì mình tập thể dục, thay đổi lối sống và bổ sung thêm những cái thực phẩm tốt để giúp cho build cái cholesterol tốt lên thì nó sẽ tốt. Nói chung là mình cứ sống như vậy suốt đời với cholesterol cũng không sao hết. Đó. Sau này thì bác sĩ nói như vậy, rồi kèm theo những cái gì mà mình làm thì anh sẽ thấy. Các bạn biết hả, hồi 10 năm, 8 năm trước mình sống với ông xã mình á, thì cái bụng của ảnh không có bự, nó không bự nhiều. Mà bây giờ thì cái bụng của ảnh nó bự hơn trước, so ra tính ra chắc 30-40%, cái bụng của ảnh bây giờ nó to lắm. Thì ảnh mới đổi thừa Chi, ảnh nói là cái bụng của ảnh bự là tại vì do Chi. Tại vì Chi nấu đồ ăn ngon quá, Chi nấu đồ ăn nhiều quá, bắt ảnh ăn nhiều quá cho nên là bây giờ ảnh càng ngày ảnh càng bự, ảnh càng mập đó. Thì Chi cứ mới nói với ảnh là lúc đó Chi nói là ảnh đâu có tin đâu, ban đầu Chi nói là không phải là tại Chi đâu, anh ăn bao nhiêu thì anh ăn, em đâu có ép. Nhưng mà anh không ăn rau cải nè, rồi anh ăn ít trái cây nè, mà anh ăn đồ ngọt nhiều quá. Người Mỹ người ta ăn đồ ngọt nhiều lắm, cả nhà thấy không, bánh pizza nè, đồ ăn nhanh nè, rồi hot dog, rồi hamburger, rồi ăn ít trái cây, rồi ăn kem thì hầu như ăn mỗi ngày, rồi uống cà phê, rồi ăn bánh ngọt. Nói chung là người Mỹ họ dùng đường nhiều lắm. Cho nên là hồi trước Chi nói với ảnh, anh Chi nói là anh nên thay đổi cái cách ăn uống của anh lại, để mà anh có thể là sau này anh sẽ bị những cái căn bệnh của cái tuổi lớn tuổi 50 tuổi trở lên là nó sẽ bị sát sinh ra này kia. Ảnh không có tin cả nhà, anh không có tin cái lời nói của mình đó. Anh nghĩ là mình chỉ nói như vậy thôi. Tới bây giờ là cái bụng càng ngày nó càng bự. Rồi hôm trước, hôm mới vừa rồi đây á, đi khám bác sĩ thì bác sĩ mới nói, mới ngồi giải thích cho anh nghe, mới nói là nguyên nhân mà anh càng ngày anh càng phì ra như vậy, cái bụng anh càng to như vậy, nó tích mỡ như vậy á, là do cái cách ăn uống của anh, là anh ăn quá nhiều đường và tinh bột mỗi ngày. Có nghĩa là cái đường á, là mỗi ngày mình tiếp thu vào cái lượng đường mà đường tinh luyện á, nó rất là có hại cho sức khỏe nha cả nhà. Mà cái đó là Chi biết lâu rồi, Chi nói chồng Chi không tin. Tại vì mình giống như là bụt nhà không có thiên, mình nói ảnh giống như là ảnh nghĩ là mình nói vậy thôi chứ anh cũng không biết. Nhưng mà sau này khi bác sĩ ngồi nói cho anh nghe thì ảnh về ảnh mới nói với Chi là bây giờ ảnh rất là phục Chi, là bởi vì những cái đó Chi giống như người bác sĩ của ảnh vậy đó. Tại vì Chi nói ảnh lâu rồi mà ảnh đâu quan tâm đâu, mà bây giờ bác sĩ ngồi giải thích cho ảnh nghe. Đó, bác sĩ nói là đó là những do những cái thức ăn thực phẩm mình đưa vào, và cái chất đường đó khi mà nó vào trong cơ thể mình, hoặc là tinh bột hay là những cái năng lượng mình ăn mỗi ngày á, nó dư thừa thì nó sẽ trở thành, nó tạo thành mỡ. Đó, cho nên nó làm cho cái cơ thể của mình nó sẽ tích mỡ và nó sẽ bị phát phì, nó bị béo phì, nó bị mập ra là như vậy. Đó, cho nên là sau này mà anh nói, có nhiều lần anh nói Chi, đừng có cho anh ăn cơm nhiều quá, ăn cơm nhiều quá tinh bột nó sẽ mập. Rồi đừng có chiên xào này kia nhiều quá, tại người Việt của mình là hay ăn rau xào thay vì rau luộc, đúng không? Nhưng mình hay ăn cải xào, rau xào, nhưng mà người Mỹ người ta đâu có ăn rau xào, cải xào nhiều đâu cả nhà. Đó, cho nên là anh nói như vậy, cái Chi mới giải thích cho anh nghe. Chi nói là hãy nhìn vào em và những người xung quanh em là người Việt Nam, người ta ăn cơm hàng ngày, một ngày người ta một bữa ăn người ta ăn 2-3 chén cơm, còn Chi thì ngày Chi ăn có nửa chén cơm thôi à. Nhưng mà những người xung quanh Chi ha, gia đình của Chi, ba mẹ Chi, những người Việt Nam ăn cơm rất là nhiều luôn. Tuy nhiên rằng tại sao người ta không có mập, không có bự, bụng có bự mà tướng không có bị béo phì giống như những người Mỹ? Tại vì người ta ăn rau cải nhiều ha, tập thể dục, rồi kèm theo mình ăn không có ăn quá ngọt giống như những người Mỹ, cho nên là người ta không có dung nạp quá nhiều cái lượng đường trong cái cơ thể của mình, nhất là những người lớn tuổi. Thành ra đó, Chi nói với ảnh rất là nhiều luôn, mà sau này ảnh đã tin rồi. Hồi đó thì ảnh không tin đâu, mình nói là giống như là nói chơi chơi cho ảnh cho đỡ vui, cho đỡ buồn vậy thôi, chứ còn ảnh không có tin. Nhưng mà bây giờ thì ảnh đã tin rồi. Bây giờ là ảnh hả, nói chung là mình ăn uống cái gì á là ảnh cũng hỏi mình, và ảnh hỏi ăn cái này được không, uống cái này được không. Đó, sau này nhiều khi lâu lâu ảnh giỡn, ảnh còn nói là ảnh mập là tại mình. Nhưng mà khi mình nói nói lại nha, không phải tại mình đâu nha, thì ảnh nói I know, I just kidding, anh nói vậy.
Và hôm nay á, khi mà chị nói chị mua cái máy làm sữa hạt này á, là về là ảnh coi như là ảnh còn ủng hộ, anh ủng hộ hai tay luôn á. Anh nói ok, vậy là quá hứt rồi. Nói chung là bây giờ những cái gì mà chị làm, chị nghiên cứu, chị chia sẻ thì ảnh là nói chung là ảnh tin hết á. Hồi xưa thì anh không tin đâu, nhưng mà bây giờ thì hầu như là ảnh tin. Tất cả những cái gì mình làm, mình chăm sóc sức khỏe là ảnh cũng đã thấy được là ảnh còn công nhận một cái câu á, ảnh còn công nhận một cái câu ảnh nói là hồi đó ảnh mới lấy Chi về á, nhìn Chi có vẻ ốm yếu, giống như là nhìn nó không có được, giống như là nhìn cũng nhỏ con như vậy, nhưng mà nó không có phải được giống như bây giờ là nhìn thấy đẹp ra, trẻ ra, tươi tắn ra. Mặc dù sao sống với nhau gần 10 năm rồi, 8-9 năm rồi, gần 10 năm rồi, nhưng mà sau lúc mà ảnh mới gặp mình á thì giống như là nhìn mình có vẻ như là tươi tắn hơn và trẻ đẹp hơn hồi đó. Đó là chồng của mình nói nha, cái này Chi không phải tự khen mình mà chồng của Chi nói nha. Nhưng mà đó là lời nói của chồng mình. Còn ngoài ra mình cũng phải cảm nhận được mình như thế nào. Giống như là Chi cũng chia sẻ với các bạn là trong những cái video của Chi á, giống như cái video vừa rồi mà Chi chia sẻ với mọi người là về cái việc mà Chi đi làm đẹp, đi thẩm mỹ sau một năm mấy, là Chi chia sẻ cho các bạn là cảm nhận của Chi như thế nào. Và trong đó Chi cũng có chia sẻ về cái việc mà sau 8 năm, 10 năm mà Chi cảm nhận là cái làn da, Chi đang nói là cái làn da chứ mình không nói cái sắc đẹp của mình nha cả nhà. Chi nói là sau những 10 năm, 8 năm, 10 năm mà hồi đó là Chi bị nám với lại tàn nhang do bị stress á, thì Chi bị những cái đốm nâu rất là đậm, thậm chí Chi che khuyết điểm rồi nhưng mà nó vẫn không che hết được. Khi mà mình make up trang điểm nó vẫn không che hết được. Và mình rất là buồn về cái việc mà không biết làm sao để cái mặt của mình nó bớt đi những cái vết nám tàn nhang đó. Nó rất là đậm luôn á các bạn. Thì sau này Chi cũng xài kem này kem kia nhưng mà nó cũng không cải thiện nhiều. Nhưng mà càng về sau này á, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình học hỏi nhiều thì mình thấy là có nhiều cái những cái chất. Chẳng hạn như từ khi mình biết uống là collagen nè, từ khi mình bắt đầu mình biết xài tổ yến nè, từ khi mình biết chăm sóc cái sức khỏe cho mình từ cơ bên trong nè, mình ăn uống, mình thay đổi những cái giống như là những cái thức ăn mình đưa vô cơ thể của mình hàng ngày nè, thì mình thấy cái da của mình nó thay đổi rõ rệt. Còn về cái việc mà mình dưỡng da bên ngoài, Chi cũng chia sẻ với rất là nhiều những cái khách hàng khán giả của Chi để cho mọi người có thể làm được giống như Chi. Bởi vì mình là cái người đã từng trải nghiệm qua những cái việc mà mình khó chịu, mình cảm thấy tự ti với lại cái gương mặt của mình khi mà mình ra ngoài đường mà nó có những cái đốm đốm trên mặt của mình rất là khó chịu luôn. Đối với nhiều người thì cái đó là một cái điều mà nó hơi đốm đốm nhẹ thì mọi người bình thường, nhưng mà đối với Chi cái mặt của mình nó là một cái gọi là nó đại diện cho cái hình ảnh của mình khi mà mình tiếp xúc với một cái người nào đó trong cái công việc làm ăn, cho nên nó rất là quan trọng về cái gương mặt của mình. Thành ra đó là Chi cảm thấy rất là tự ti với cái việc mà khi mà ai đó nhìn vào cái mặt của mình cách đây khoảng 10 năm về trước đó. Nhưng mà bây giờ sau này là mình biết cách ha, ăn uống chăm sóc thì từ từ dần dần mình thấy những cái vết nám tàn nhang của mình nó mờ hẳn ra luôn so với hồi đó đó nha. 10 năm trước mà bây giờ nó giảm 70-80% rồi so với hồi đó. Bây giờ các bạn biết không, thời gian sau này nè, Chi nói hả, hồi đó cái tay của Chi, hai cái cánh tay của Chi với lại cái cánh tay của Chi nè, nó đốm 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 giống như là nó trổ tàn nhang luôn á. Nhưng mà càng ngày về sau á, người ta nói là càng lớn tuổi nó lão hóa là nó sẽ trổ ra đầu mồi đúng không. Nhưng mà hồi trước là Chi đã bị rồi, coi như là trước 40 tuổi Chi đã bị những cái tình trạng đó rồi ha. Nhưng mà càng về sau này nè, là Chi càng cảm thấy là cái da của mình nó sáng ra, những cái vết đồi mồi với là những hồi đó hai cái tay của Chi này nó bị nó đốm 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 là rõ ràng luôn, mà bây giờ là nó hết rồi nè. Nó giống như là nó làm như nó phai đi, từ từ nó phai nhạt đi luôn á. Còn những cái đốm nào mà nó mờ mờ là bây giờ nó bay mất luôn. Đó là cho nên là đó là cái kết quả của những cái việc mà mình duy trì, cái việc mình thay đổi cái lối sống của mình tìm ra những cái phương pháp mà mình cải thiện cái sức khỏe của mình từ bên trong. Rồi khi dưỡng da bên ngoài cũng vậy, Chi chia sẻ là khi mà Chi biết được rằng với cách dưỡng da thông thường thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy nó cải thiện nhiều. Khi mà mình bổ sung vào thêm cái routine dưỡng da của mình là bằng cái tẩy tế bào chết thường xuyên nè, đắp mặt nạ thường xuyên nè, rồi mình sử dụng thêm cái retinol. Nếu các bạn nào mà muốn da mình đẹp và mịn màng và nó coi như là nó tăng cường lại cái collagen ở dưới da của mình thì các bạn có thể thử sử dụng với cái retinol, thì các bạn sẽ thấy cái làn da của mình nó thay đổi cực kỳ ngoạn mục luôn. Nhưng đối với những người nào mà không quen sử dụng những cái sản phẩm treatment hay là điều trị đó, thì các bạn đừng nên thử với cái retinol khi mà mình chưa có tìm hiểu kỹ và chưa có biết cách nào mà sử dụng nha. Chứ đừng nghe lời người ta nói xài retinol là da đẹp lắm, là mua về xài là nó banh mặt đó.
là nó sẽ bị lột da, bị nám, và thậm chí nếu mà mình xài không kỹ á, mà mình không biết cách xài á, thì mình sẽ bị những cái vết nám mà gọi là tăng sắc tố đó, là nó sẽ bị nám nhiều hơn so với cái lúc mình chưa có peel da, chưa có xài retinol luôn đó. Cho nên cái đó là các anh chị, các bạn á, mà đang sử dụng những cái phương pháp làm đẹp á, là phải hiểu rõ là mình đang xài cái gì, mình có biết cách xài hay không, mình có hiểu được những cái nguyên tắc để mà mình sử dụng những cái sản phẩm đó hay không. Cái đó khá là quan trọng nha, để giúp cho cái da của mình có đẹp hay không. Trong cái video vừa rồi thì có một vài cái comment thì chị nghĩ đây là những người anti fan ha, những người này á, khi mà chị nói là vấn đề mà bây giờ chị cảm thấy là cái da của chị á, nó đẹp hơn so với 10 năm về trước, cái body của chị nó đẹp hơn so với trước đây. Nói chung tất cả cái hình dáng bên ngoài của mình bây giờ mình càng già, mình càng lớn tuổi, mình cảm giác là mình đẹp hơn so với hồi trước. Cái này không phải là mình tự đánh giá, mà là đó là những cái đánh giá của tất cả những người xung quanh, bạn bè và những người trong gia đình của mình. Đó là những cái người rất là thân thuộc, và những cái người mà gọi là người ta, mình xấu là người ta nói xấu, mình đẹp là người ta nói thiệt, người ta không có ngại ngùng gì mà người ta không chê mình hết, đúng không? Cho nên là mình thấy được, và bản thân mình cũng phải cảm nhận được rằng mình có thay đổi hay không chứ. Mình nhìn cái da mình hàng ngày mà. Cho nên khi chị nói rằng chị rất là tự tin, bây giờ chị nói là cách đây 10 năm trước thật sự chị tự ti với gương mặt của chị về cái việc nám sạm da, nhưng mà bây giờ là chị đã cải thiện rất là nhiều, 80% rồi, là vẫn còn lại 20%, chứ không phải là nó hoàn toàn nó sạch hết nha. Khi chị make up mỗi buổi sáng, chị make up nhẹ như thế này là chị có đều xài cái che khuyết điểm, là chị cũng đâu có ngại, chị đâu có chia sẻ, chị đâu có giấu giếm mọi người là chị xài cái gì đâu. Thậm chí chị xài cushion, chị xài cái gì mà để có da mình đẹp, chị cũng đều chia sẻ hết, chị đâu có giấu. Cho nên là có nhiều bạn vào soi dữ lắm luôn, nói chứ chị quay video ở trong nhà đó thì thấy hả là cái da đẹp, nhưng mà khi đi ra ngoài đường hay là quay bên ngoài á thì thấy cái da vẫn nhăn, rồi cái cổ vẫn nhăn, rồi cái da xấu lắm, rồi nám rồi trời ơi, khi mình đọc cái comment mình không tưởng tượng được đó là mình luôn đó cả nhà. Thì mình cũng có chia sẻ, mình trả lời lại với lại cái vị khán giả mà có comment trong cái video đó của chị á, là một cái này là các bạn cứ hãy thử đi ha. Chị đang quay phim với mọi người ở đây nè, là đây là cái camera của cái camera thường ha, chị không có xài app, không có một cái gì hết. Thì các bạn cứ nhìn thử cái dáng của chị, cái da của chị, cái mặt của chị nè, nó căng hay là nó có nếp nhăn hay cái như thế nào, nó có cải thiện, nó có đẹp hơn hồi trước hay không, các bạn là cái người tự đánh giá được, đúng không? Mình đâu phải là mình tự khen mình, nhưng mà đây là những cái mà chị chia sẻ để cho các bạn có thêm cái động lực. Là hồi xưa 5-6 năm về trước, mình nhìn những cái video của chị, mình thấy cái da của chị rất là xấu, nhưng bây giờ là chị rất là cải thiện. Làm như thế nào mình chia sẻ cái bí quyết cho mọi người để mọi người có thể làm theo, để có thể mọi người cải thiện được cái làn da của mình. Cái đó là chị đang giúp cho mọi người mà, chị đâu phải là chị khoe khoang là bây giờ tôi đẹp đâu. Mà chị chỉ đang nói tới vấn đề là chị đã làm được cái điều đó, chị cải thiện được cái làn da và cái vóc dáng của mình bằng những cái phương pháp gì. Thì chị muốn chia sẻ với lại tất cả mọi người để mọi người có thể làm theo chị, để các bạn có thể đẹp hơn, trẻ hơn và khỏe hơn. Đó là mình đang giúp đỡ mọi người đó. Nhìn vào một cái mặt tích cực chung đi. Còn những người này là họ đang soi, họ nhìn vào họ nói chi là quay video ở trong nhà thì nhìn thấy đẹp mà ra ngoài thì xấu. Mình nói cho các bạn nghe nha, mình đi ra ngoài á, các bạn thử các bạn chụp hình hoặc là voi quay một cái video, hoặc là các bạn hỏi những người mà chuyên nghiệp mà chụp hình quay phim á, khi mà chụp ở ngoài trời với ánh nắng thực tế ngoài trời, người ta phải coi cái góc máy nào là ánh sáng nó đẹp, còn cái góc máy nào mà ánh sáng nó ngược á, chụp vào là cái mặt mình nó tối thui à, cái ấp bức ảnh nó rất là xấu luôn. Cho nên người ta phải lựa cái góc máy nào, cái độ ánh sáng nào, ánh sáng hay sáng trưa hay chiều, ánh sáng mà nắng gắt quá lên hình nó cũng không đẹp, mà chiều tối quá thì nó cái hình nó sẽ bị mờ đó. Cho nên đó là cái việc mà kỹ thuật của cái ngoài ánh sáng, khi mà chi quay chi đi hay này kia thì nói chung mình cái ánh sáng mình quay tùm lum tà la, nó đâu có dừng một chỗ đâu, cho nên là cái nước da hay là cái màu sắc của cái da của mình nó sẽ không ổn định. Còn bây giờ chị đang nói chuyện với các bạn đây thì với cái ánh sáng trong nhà ha, mình mở đèn ánh sáng trong nhà thì các bạn nhìn thấy rõ cái làn da của mình, đúng không? Cho nên là chị đâu có phải là che giấu, là chị giống như là có nhiều bạn nói tại vì chị che make up kỹ hay sao đó, hay làm sao chứ da của chị thật sự đâu có đẹp. Ủa, chị nói thật với các bạn là nếu mà chị không đẹp, chị tự nói không đẹp thì các bạn nhìn thử coi. Mà chị không phải là chị nói chị đẹp mà có nghĩa là mình nói da của mình đẹp hơn hồi cách đây mấy năm về trước, đỡ nhăn hơn, mặt đỡ hốc hác hơn, là bởi vì mình làm cái hàm răng lên. Nhiều bạn nói chuyện đừng có đưa hàm răng dưới thôi. Ủa, bây giờ chị đang nói chuyện nhờ cái hàm của mình, vậy làm sao mà kêu đừng đưa hàm răng dưới ra?
Ủa cái hàm của mình, cha mẹ mình sanh ra vậy mình không có đi phẫu thuật thẩm mỹ, mình không có gọt hàm, mình không có đi làm cái gì ngoại trừ mình chỉ làm hàm răng mình lại thôi. Mà nhiều bạn vào soi nói chuyện á, không có chú ý tập trung vào những cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ, mà chỉ soi là coi như là lấy ra những cái điều mà gọi là các bạn cho là cái đó là cái xấu của mình mà các bạn nói. À, nói là à, mặt của Chi vẫn còn sạm nám này kia, rồi cổ vẫn còn nhăn nè. Xin lỗi mọi người nha, hồi trước đây đúng là cái da cổ của mình á, nó không có được thẳng và đẹp giống như bây giờ đâu. Tại vì hồi trước mình cũng chăm sóc cổ, nhưng mà thực sự ra mình tìm những cái sản phẩm nó cũng không có cải thiện nhiều lắm. Nhưng mà sau này Chi chia sẻ với mọi người là Chi đã tìm được cái sản phẩm mà dưỡng da cổ. Chi xài 2 năm nay rồi, Chi thích lắm. Và hiện tại bây giờ các bạn thấy rõ ràng, mình nói thật luôn á, đây là người thật việc thật, mình cho các bạn xem đó. 50 tuổi thì cái da mặt da cổ của mình như vậy nè. Đây đâu có phải gọi là nhăn, phải không? Rất là thẳng thớm luôn. Đây là những cái điều mà mình chia sẻ để cho tạo động lực cho các bạn. Còn như mình nói là cái body của mình hay là cái dáng của mình nó đẹp hơn ngày xưa. Thật sự là như vậy là tại sao? Như Chi đâu có, Chi cũng không có giấu với mọi người luôn. Chi đi về Việt Nam, Chi làm cái bắp tay. Đây, hôm nay Chi mặc cái áo 2 dây, cố tình mặc áo 2 dây để cho mọi người xem cái mà mình nói là mình phẫu thuật thành công ha, là như thế nào. Cái bắp tay của Chi ngày xưa Chi không dám mặc mấy cái áo mà Chi đưa ra như vậy đâu. Cái bắp tay Chi nó to lắm. Mà bây giờ từ ngày mà Chi đi làm cái bắp tay, Chi hút mở bắp tay Chi, giờ cái tay Chi nó thon nè, các bạn thấy không? Cho nên là mình rất là tự tin khi mà mình mặc những cái áo 2 dây như thế này ha. Nhìn nó rất là trẻ trung và cái tay của mình nó thon nè. Hai năm, một năm mấy nay nè. Đó, bây giờ cái tay mình nó thon như vậy nè, mình mới dám mặc những cái áo sát nách như vậy. Chứ hồi xưa là Chi ít có dám mặc mấy cái áo sát nách như vậy mà đưa ra như vậy lắm. Tại vì nó làm cho cái tay, cái bắp tay của mình nó bự. Mà cái vai Chi nó nhỏ mà cái bắp tay nó bự, nhìn cái tướng nó kỳ lắm. Đó. Nhưng mà sau này á, thì sau khi mà Chi đi hút mở cái bắp tay rồi, Chi làm được cái hàm răng rồi, thì cái da của Chi, cái mặt của Chi nó thay đổi. Nó làm cho cái mặt của mình nó cân đối lại, cái má của mình nó đỡ hốc hác hơn. Và cộng thêm cái eo á, mà được như vậy á, không phải đơn giản đâu nha cả nhà. Mấy năm trời là mặc gen lịch bụng mới được như vậy nè, chứ không phải đơn giản mà tự nhiên mà được có cái eo nhỏ xíu mà 6 mấy như vậy đâu. Các bạn nào mà có thấy Chi mấy năm trước mà Chi làm những cái video, Chi đâu có bao giờ Chi dám mặc bikini, đâu bao giờ Chi dám mặc những cái áo mà body sát, tại làm gì làm cái bụng mà nó cũng đưa ra. Còn bây giờ á, là mặc đồ body, mặc áo body, mặc bikini là cân hết. Là bởi vì mặc gen lịch bụng, tha keo tăng mỡ, mặc gen lịch bụng ngày này qua tháng khác, 2 năm trời mới có được cái vòng eo 60 mấy này. Chứ hồi xưa 2 năm mấy về trước đó nha, 3 năm, 4 năm về trước luôn, dòng eo của Chi là 70 mấy, 75, 76. Lúc nào đo cũng 75, 76, mà lần đầu tiên Chi mặc gen là size medium, size M. Còn bây giờ là cái bụng của Chi là Chi mặc size extra small. Là các bạn thấy nó xuống mấy size? 3 size. Từ 75 mà bây giờ eo là chỉ còn có 64, 65 thôi. Thì các bạn thấy xuống 10 phân eo. Mà đâu phải tự nhiên mà tự nhiên mình có được cái dòng eo vậy. Mình phải xài gen lịch bụng, mình phải xài kem tăng mỡ, mình phải dưỡng da, mình phải đắp mặt nạ, phải tẩy tế bào chết, nói chung phải làm rất nhiều thứ. Như Chi nói, làm đẹp rất là tốn kém, chứ không đơn giản mà muốn đẹp là đẹp liền. Có nhiều người nói, ôi làm sao cho chị cái da chị đẹp, làm sao cho cái dáng chị đẹp. Nếu những ai mà không có kiên trì thì sẽ không bao giờ thấy cái kết quả. Kẹo giảm cân cũng vậy, bên Chi mà bán những cái kẹo giảm cân đó. Những người nào kiên trì uống tới chừng nào đẹp thì thôi, là bảo đảm 1 tháng không đẹp, 2 tháng, 3 tháng cũng đẹp. Còn người nào mới ăn được có vài cục xong thấy trời cái mũi ngán quá, ăn vô mùi khó chịu quá, hay là ăn vô tuần lễ là thấy không có cái vấn đề gì hết trơn á, rồi bỏ. Đó là những người không có kiên nhẫn. Mà làm bất cứ một cái chuyện gì mình không có kiên nhẫn là mình sẽ không bao giờ thành công, cái đó mình nói thật. Còn những ai cứ kiên trì làm nó mỗi ngày đi, rồi các bạn thấy 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần các bạn không thấy kết quả, đúng không? 1 tháng sau, 2 tháng sau, 6 tháng sau đi, các bạn sẽ thấy kết quả đã đến. Tại vì tùy cơ địa của mỗi người, có những người người ta sẽ hấp thu được, người ta sẽ hấp thụ được những cái gì mà mình đưa vào người mình. Nhưng mà có người cái cơ địa nó chậm á, thì nó sẽ hấp thu chậm hơn. Đó. Cho nên là những cái đó là những cái mà chia sẻ với các bạn rất rất là nhiều. Bởi Chi là cái người rất là kiên nhẫn về tất cả mọi thứ, chứ không phải ly riêng có vấn đề làm đẹp đâu. Trong làm ăn, kinh doanh, hay là đối với chồng con, hay là đối với tất cả những cái điều gì mà Chi làm trong cuộc sống, Chi luôn đặt cái tính kiên nhẫn lên hàng đầu. Cho nên là mình làm một cái gì đó, Chi không bao giờ
mà Chi sợ, có nghĩa là không bao giờ mà Chi sợ là cái đó nó khó quá đối với mình hay là nó lâu quá đối với mình. Mình chỉ ráng kiên nhẫn, mình chờ cái kết quả nó đến với mình thôi. Đó là cái mà Chi đang làm mỗi ngày. Chăm sóc sức khỏe cũng vậy, làm đẹp cũng vậy, để mà deal với tất cả những thứ trong cuộc sống cũng vậy. Mình phải rất là kiên nhẫn thì mình sẽ thấy được cái kết quả thôi. Và bây giờ tại sao mà Chi luôn nói với mọi người rằng Chi rất là tự tin? Thật sự càng ngày mình càng thấy là cái da mình nó đẹp. Mình không nói về cái sắc đẹp nha. Nói về sắc đẹp là mỗi người sẽ có một cách nhận định về nhan sắc khác nhau. Đối với Chi thấy một người nào đó là đẹp, nhưng đối với các bạn không cho là đẹp, đúng không? Ngọc Trinh hay là Hoa hậu Việt Nam hay là Hoa hậu quốc tế đi, còn có rất là nhiều người người ta cho không đẹp mà, đúng không? Cho nên cách nhìn đẹp của mỗi người là mỗi người có cặp mắt khác nhau. Đối với Chi thấy cái người đó đẹp nhưng mà có thể các bạn thấy không đẹp. Hoặc là đối với Chi, nhiều người cảm thấy là Chi bây giờ đẹp hơn so với 5 năm về trước, nhưng các bạn sẽ thấy rằng không có cái gì đẹp hết. Đó là cái cách nhìn của mỗi người. Nhưng mà khi mình nói chuyện với nhau, mình chia sẻ, mình comment, thì những cái comment của các bạn thì Chi đã hiểu được là các bạn đang muốn nói cái gì. Các bạn đang là soi, các bạn thánh soi, các bạn đang nhìn vào những cái khuyết điểm hoặc là những cái lúc mà người ta xấu, hay là người ta những cái lúc mà giống như là người ta gọi là những cái nét xấu của sao, thường thường là người ta hay nói như vậy đó. Thì các bạn đem lên, các bạn mổ xẻ, các bạn chế giễu, các bạn chỉ trích hay là các bạn bôi nhọ người ta, đó là những cái điều rất là xấu, xấu lắm. Người lớn không ai làm vậy hết á. Và người thành công và người có cái sắc đẹp không ai làm như vậy hết. Khi mà mình chia sẻ một cái vấn đề gì với mọi người đó, mình chỉ nhắc lại một điều rằng cái mục đích chính mà mình chia sẻ đó là muốn giúp đỡ cho tất cả những ai đang tìm kiếm cái con đường làm đẹp hoặc là cải thiện cái sức khỏe của mình. Thì đó là cái mục đích của Chi. Và những ai mong muốn được rằng xem những video của Chi có thêm động lực, có thêm những cái kiến thức, có thêm những cái trải nghiệm của Chi để giúp cho tất cả các bạn có thể mua những cái sản phẩm tốt để xài, hoặc là giúp cho các bạn có thể thay đổi được cái làn da, thay đổi được cái vóc dáng của các bạn, thì các bạn hãy xem. Còn nếu các bạn cảm thấy là thôi cái cô này sửa sắc đẹp gì đâu, có thấy đẹp gì đâu, thấy bình thường, thấy cái mặt còn xấu hơn hồi xưa chưa sửa nữa, vậy thì thôi đừng coi, bấm next qua, tìm những cái video nào đó phù hợp với mình mà coi. Chứ đừng có coi xong rồi bắt đầu đi soi. Mình hãy tập trung vào những cái nội dung chính là mình đang làm cái gì, mình đang chia sẻ với các bạn cái điều gì, để các bạn có thể có được cái kinh nghiệm nào trong những video của Chi. Chứ các bạn đừng có đi vào xem xong rồi vạch lá tìm sâu và soi và nói những cái câu giống như là chỉ trích hay bôi nhọ người khác để làm gì. Đó là những cái lời nói nó không có ảnh hưởng gì với mình hết á. Nhưng mà mình cảm thấy rằng mình không có tôn trọng những cái người mà phát ra những cái lời nói đó, cho nên mình cũng không hy vọng là các bạn sẽ xem những cái video của mình nữa. Cho nên là đây là những cái lời nói chia sẻ tâm sự trải lòng hết của mình trong những ngày cuối năm năm nay ha. Còn có mấy ngày nữa thôi, nói chung là gửi đến cho những người anti fan không thích mình, mình cũng sẽ gửi đến cho những người những cái lời nói của mình giống như từ nãy giờ vậy đó. Trong cuộc sống thì thật sự để làm vừa lòng hết tất cả mọi người, mình hiểu không ai làm được điều đó hết, thánh cũng không làm được đó nữa mà. Ai cũng có một cái suy nghĩ riêng, một cái nhìn khác nhau, không ai giống ai cả. Cho nên những gì mà người ta nói thì mình hãy có nghĩa là tham khảo thôi, chứ đừng nghĩ rằng người ta đang khoe khoang hay là người ta đang cảm thấy là tự mãn hay này kia, rồi bắt đầu mình chỉ trích, mình chửi bới người ta. Mình chỉ nhìn vào những cái mặt tích cực là cái nội dung này Chi chia sẻ với các bạn để làm gì. Giống như ngày hôm nay Chi chia sẻ với các bạn về những cái máy mà Chi đang mua. Cái này Chi đâu có khoe khoang với mọi người đâu, cái này ai cũng có thể làm được. Một cái máy $100-200 đâu có gì là khoe khoang, đúng không? Nhưng mà có những người mà có suy nghĩ tiêu cực, người ta sẽ nghĩ rằng cái gì cũng khoe, mua cái gì cũng đem lên khoe hết trơn, cái giống gì cũng đem lên khoe hết trơn, khoe cổ quá. Nhưng đây là mấy cái mà Chi đang chia sẻ với mọi người để có được một cái máy làm sữa để mà mình uống, tốt cho sức khỏe, cải thiện sức khỏe của các bạn, cho Chi và cho cả các bạn. Và những cái loại máy nào mà Chi mua, Chi cất công, Chi tìm hiểu mà Chi sẽ chia sẻ lại cho mọi người, để mọi người có thể mua dễ dàng, khỏi mất công, mất thời gian đi tìm hiểu, đi research, rồi đi coi này coi kia, rồi không biết mua đâu. Cho nên là tất cả những cái gì đó Chi chia sẻ với mọi người là Chi cũng đã đặt cái tâm huyết của Chi là Chi muốn cho các bạn tốt hơn, muốn cho các bạn khỏe hơn, đẹp hơn, giống như những gì mà mình làm được. Đó là cái mục đích chính mà mình chia sẻ trong những cái video này. Rồi, đây là những cái lời chia sẻ tâm sự nhân cái dịp mà trong cái video này. Thì có thể đây là một cái video cuối năm 2023 âm lịch ha. Còn có mấy ngày nữa, còn có 5 ngày nữa Tết rồi ha cả nhà.
thì có thể để làm cái video cuối năm Tết Nguyên Đán của mình đó, có thể là một vài ngày nữa, không biết chị có rảnh chị làm video không, tại chị cũng khá là nhiều việc ha. Thì hy vọng trong năm mới sẽ có thêm được nhiều người hiểu được những cái gì mà mình chia sẻ và ủng hộ mình với một cái mặt tích cực ha. Và nếu các bạn thích những video của chị thì cho chị một cái like và comment cho chị biết là những cái thông tin của chị chia sẻ có giúp ích được gì cho các bạn hay không. Còn nếu các bạn thì cảm thấy không thích cái video của mình, có thể bấm next qua, không cần coi và có thể coi những cái video nào khác nha. Không cần phải coi rồi mất công rồi phải xăm soi rồi phải phiền phức rồi phải đưa ra những cái lời nói tạo nghiệp của mình chi cho mất công mệt đúng không? Cho nên là cảm thấy không thích thì thôi next đừng coi, qua những cái video khác, những cái channel khác để coi nha. Rồi chị cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chị ngày hôm nay. Rồi tất cả những cái máy mà chị đã mua để làm sữa hạt, hai cái máy này nha, các chị hãy mua hai cái máy này. Một cái Vitamix là cái máy để mà xay xay để mà mình làm sữa hạt và những cái hạt không có nấu nha. Còn một cái máy làm sữa hạt này chị mới inbox cho mọi người xem, đó là cái máy mà để mình nấu sữa hạt. Tại vì làm sữa mình uống ở nhà nó có nhiều cái loại hạt khác nhau như chị nói nha. Loại hạt nào mình không cần nấu thì mình chỉ cần xay sinh tố, mình bỏ nước vào thì mình đã có sữa hạt mình uống rồi. Còn cái loại nào nấu là mình phải bỏ vào nấu và mình phải ngâm hạt trước khi nấu. Đó, nó có rất là nhiều quy trình. Nhưng khi mà mình làm được những cái này thường xuyên mỗi ngày rồi đó, chị nghĩ rằng á, nó sẽ cải thiện sức khỏe cho mọi người rất rất tốt luôn. Các bạn biết không? Bây giờ chị nói thật sự luôn á, tất cả những cái gì trong cơ thể mình, chị là cái người lắng nghe cơ thể của chị rất là rõ ràng luôn. Cái làn da của mình nó thay đổi, cơ thể của mình nó thay đổi, tất cả những cái sự bài tiết của mình hàng ngày chị đều quan tâm hết. Cho nên là mình cảm thấy rằng chỉ cần mình thay đổi chế độ ăn uống của mình, ăn rau cải, thức ăn trái cây, sinh tố mỗi đều đều mỗi ngày, một tuần lễ sau các bạn thấy cơ thể của mình nó khác liền. Còn mình bữa nào mà mình đi ăn uống mà đi vacation mà mình ăn toàn là ăn thịt, ăn cá, ăn đồ bổ không đó nha, các bạn cảm giác là con người của mình nó nặng nề lắm. Có ai có cảm giác giống vậy không? Cho chị có comment đi. Mình mà ăn tiệc party, ăn đám cưới, đám giỗ, đám tiệc hay là đi chơi vacation là chỉ có ăn uống hay thôi đó nha, là một tuần thôi là tự nhiên mình thấy con người mình nó nặng nề mà nó khó chịu, giống như con người mình nó bị trì trệ, nó làm sao á, nó không có, nói chung là nó không có lanh lẹ, nó không có nhanh nhẹn giống như bình thường. Nhưng mà khi mình đổi cái chế độ ăn uống của mình á, mình ăn uống vừa ha, và mình thêm vào chế độ ăn uống của mình bằng rau cải trái cây những thực phẩm tươi sống, và mình bớt ăn thịt hay là mình bớt ăn những cái tinh bột á, cơ thể mình nó nhẹ nhàng liền và mình bài tiết ra nó cũng nhẹ nhàng liền, mà nó đều đặn, là khi đó da dẻ mình nó sẽ thay đổi thường xuyên. Giống như chị nói, cái tổ yến là cái phải nói là công dụng, hồi nào giờ chị không tin mà bây giờ chị phải tin, chị nói thật với mọi người luôn, cứ phải tin luôn á. Tại vì á, nó giúp cho mình thay đổi cái da, mình thấy rõ rệt luôn. Cái nền da của chị khi mà chị rửa mặt rồi chị không có xài cái gì trên buổi tối, chị khoái cái dàn da của chị mà da trơ da dái lắm. Tại vì á, nó mịn mà nó hồng á, nó hồng hào, nó ửng cái da của mình lên rất là đẹp luôn. Cái đó mình nói thật luôn á. Cho nên là cái collagen ở dưới da mình nó tạo lên á, cho nên là những cái da của mình nó căng tràn, và cái bản thân cái da của mình cũng vậy nè. Hồi trước chị hay cái da của chị nó khô lắm á nha, mà bây giờ là nó hết khô nè đó. Cho nên là đây là những cái điều mà chị chia sẻ với mọi người, và chị nghĩ rằng chị làm được thì tất cả mọi người ai cũng làm được hết. Quan trọng là các bạn có kiên nhẫn, các bạn có siêng không đó. Làm đẹp á, là khá tốn kém nha. Ông xã chị ngày xưa đó là ông thấy chị làm đẹp là ông cũng thấy vất vả cho chị lắm, nhưng mà sau này là bây giờ ông công nhận rồi, ông coi như là giờ ông phục luôn đó. Ông nói với chị là công nhận chị quá siêng, nhưng mà đổi lại những cái gì ngày hôm nay mà ông nhìn thấy được á, anh xã chị là cái người hàng ngày, cái người kế bên mình hàng ngày, có thể là sẽ khó nhận ra được cái sự thay đổi của mình lắm. Nhưng mà sau 1 năm, 2 năm hay là bây giờ nhìn lại những cái năm trước, rảnh còn cái người phải công nhận nó là càng ngày chi càng khác hồi trước, về tất cả những cái gì bên ngoài và cả bên trong, từ vóc dáng tới da dẻ nó khác so với lại 5 năm, 7 năm về trước đó. Cho nên là chị nghĩ rằng á, đây là mình có thể gọi là một cái lão hóa ngược cũng đúng nữa, tại vì càng già nó phải càng xấu đúng không? Còn này mình càng lớn tuổi nhưng mà lại mình cảm giác mình trẻ trung, mình yêu đời hơn, mình khỏe hơn. Vậy thì nhờ cái gì? Nhờ mình siêng, nhờ mình chịu học hỏi, nhờ mình chịu tìm tòi và mình biết cách để mà mình chăm sóc cái sức khỏe của mình, tìm ra được những cái sản phẩm nào mà phù hợp. Thì các bạn nào quan tâm tới cái việc mà chăm sóc sức khỏe từ bên trong ra tới bên ngoài, muốn thành công, muốn thay đổi giống như cái cách mà chị đang làm, cứ việc nhắn tin, gọi điện cho chị chia sẻ bí quyết cho. Chị không có giấu giếm gì đâu, chị chia sẻ hết, chị làm cái gì chị kể cho mọi người nghe hết, để mọi người cũng có thể làm được giống như mình. Đó là về cái việc công việc chia sẻ của mình nó là như vậy nha. Rồi các bạn nếu thích video này, cho chị một cái like và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.
Nhớ chia sẻ cái video của Chi cho bạn bè của mình, những ai đang cần những cái thông tin tham khảo nha. Và mua những cái chiếc máy này, những cái hạt mà để về làm sữa hạt này organic, và Chi đã lựa chọn tất cả những cái hãng và những cái loại hạt tốt. À, nói chung về những cái này Chi mua đồ là Chi không có coi giá tiền đâu. Giá tiền chỉ là một cái phần sau. Còn trước tiên là Chi phải review là cái hãng đó và những cái công ty mà làm ra những cái hạt này nó như thế nào, sau đó Chi mới nhìn giá tiền ha. Cho nên là các bạn cứ, nếu mà thích nhanh gọn lẹ, không cần phải suy nghĩ nhiều, mà tin tưởng ở những cái sự mà gọi là review của Chi, thì cứ việc bấm vào cái link bên dưới để mua những cái chiếc máy này và những cái hạt mà Chi đang mua, Chi để rất là rõ nha. Cứ việc bấm vào cái link đó để mua thôi. Còn các chị nào mà cảm thấy không biết mua, gọi cho Chi đi, có số điện thoại của Chi luôn, Chi mua giùm cho, rồi chuyển tiền lại cho Chi thôi nha. Nếu chị nào nói là chị muốn mua cái máy đó mà chị không biết mua, Chi ơi mua giùm chị đi, thì Chi sẽ mua giùm cho cả nhà, rồi bao nhiêu tiền thì cả nhà cứ chuyển lại cho Chi thôi ha. Đó, cái đó cái cách là Chi hay, thay vì Chi bán, nhưng mà mấy cái này là Chi không có bán, mà Chi chỉ giúp cho mọi người mua hàng thôi. Thì các bạn nào mua được tự thì cứ bấm vào đó để mua, còn các bạn nào, các chị nào mà không biết mua thì cứ nhắn qua cho Chi, rồi Chi sẽ mua giùm cho cả nhà, rồi cả nhà cứ gửi tiền lại cho Chi thôi nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Chúc cho tất cả mọi người một năm mới được là an lành, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và nhất là những chị em nào đang ở tuổi mình thì luôn luôn phải nhớ một điều là chăm sóc sức khỏe từ bên trong là quan trọng nhất nha. Quan trọng nhất bên trong thì bên ngoài nó mới đẹp được. Còn nếu bên trong mình không khỏe, không đẹp thì bên ngoài mình sẽ không có đẹp được đâu nha. Da dẻ cũng tràn đầy năng lượng. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.